42 课, bài 42, tương với phần tiếp theo của bài 13 quyển 1 giáo trình Hán ngữ. Trước tiên là từ đen, trong màu đen. Khây, khây. Âm Hán Việt là hắc. Người da đen nguyên văn là đen người. Khây rấn, khây rấn. Cái đen, chỉ đồ gì đó màu đen như đã được lược đi danh từ. Hãy nghe và nhắc lại. Khây tở, khây, khây, tở, tở, khây tở, khây tở. Ở đây có thể là đồ gì đó màu đen, trong đó danh từ chỉ đồ đó ở phía sau chữ tơ đã được lược đi. Cái đen này, cái mà đen này. Chưa gỡ khây tở, chưa gỡ khây tở.